Hello, chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ thực hiện bài tập số 9 như cầu là theo bài tập này là điều khiển động cơ DC 24V qua PWM của bit 16887. Thì đầu tiên em sẽ vẽ sơ đồ, thực hiện vẽ sơ đồ nguyên lý. Sơ đồ nguyên lý gồm có một con bit 16887, một màn hình LCD để hiển thị trạng thái, một con IC là 298 để điều khiển động cơ thông qua xung PWM của bit 16887. Đây sử dụng ngõ ra PWM thứ nhất CCB1 là từ chân RC2. Em sử dụng LCD giao tiếp với bốn đường, giao tiếp bốn đường với vi xử lý. Ở đây có thêm hai nút nhấn speed và ram stop được nối với chân B0 và B1 của vi xử lý của vi điều khiển, và một nút reset thành anh. Đây em chọn là và đề bài yêu cầu là 20V, còn động cơ 4V, động cơ DC 4V, một đồng hồ oscillator để hiện sóng hiển thị xung PWM. Tiếp theo là phần code. Hiện nay vẫn khai báo thạch anh là 20V. Định nghĩa các chân cho LCD. Thư viện LCD.C của CCS về định nghĩa hai chân RS là reset, run và stop. Còn lúc này là speed nói với chân B0. Đầu tiên em sẽ khai báo một biến toàn cục, tức là kiểm tra run stop, để kiểm tra nút run stop, rồi biến cấp tốc độ, biến E và biến K. Đầu tiên sẽ là hàm con run stop, thì nút nhấn thì chúng ta vẫn chống dội. Sau khi đã chống dội xong thì mình sẽ đầu tiên là run. Nút kiểm tra run stop nó sẽ bằng 0, biến này sẽ bằng 0. Nếu nhấn được nhấn một lần nó sẽ đảo trạng thái một lần. Tiếp theo là nút speed, nhấn speed sau khi chống dội thì chúng ta sẽ tăng biến y, biến y tức là biến điếm. Thì bài này thì còn là có 3 cấp độ, đề bài yêu cầu có 3 cấp độ là 30%, 70% và 100%. Nên biến điếm này nó sẽ điếm 3 lần, như lớn hơn 3 sẽ bao nhiêu 1. Xét trị cắt bọt, sau đó khởi tạo LCD. Hiển thị ra thông tin lên LCD. Sau đó mình set up chân CB1 là chân điều xung PWM. Sau đó cài đặt chu kỳ xung PWM. Ở đây chúng ta sử dụng timer 2 để thiết lập chu kỳ. Cái bài này yêu cầu là chu kỳ của PWM là 400 micro giây. Nếu theo công thức của thầy thì chúng ta sẽ tính như thế này. Đầu tiên là 400 chu kỳ của chu kỳ máy của bit là với tần số hạch anh là 20 m, thì sẽ có chu kỳ là 0,2 micro giây chia 0.2 và chia cho 256. 256 là thanh ghi của timer 2 là 8 bit, nên tối đa nó là 256, mình ra là 7,8. Nhưng mà cái bộ chia của 12 nó không có 8, chúng ta sẽ chọn nó chia cho 16 luôn. Vậy chúng ta sẽ có là 400
chia cho 0.2 chia cho 16 và 125 thì đếm từ 0 sẽ có 125 xung. Vậy thì đếm từ 0 cho tới 124 là sẽ được 125 xung. Sẽ được 125 xung. Output lô bên C3. Output lô bên C3 tức là C3 là nối vô trong N2 của, tức là cái này sẽ tạo điện áp bằng không á, thì điện xung với các em nó sẽ tạo ra một hệ điện thế để điều khiển cái động cơ. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào dòng quay tru. Đầu tiên là sẽ kiểm tra nút run, nút run stop với nút speed. Khi mà đầu tiên là KTRS nó sẽ bằng 0. Bằng 0 cho nên nó sẽ output ra là low bên C4. Bên C4 là nối với chân cho phép hoạt động của là 298. Tức là thì đề bài yêu cầu là khi mới bắt đầu á thì động cơ nó ngừng hoạt động. Ban đầu là chu kỳ là 30 và chế độ stop. Nên nó ngừng hoạt động cho nên mình tắt nó không cho nó chạy. Và đồng thời cũng hiển thị ra nút stop. Còn nếu khi bấm start thì nó sẽ cho phép chạy. Cho phép là 298 nó hoạt động. Và hiển thị ra nút run. Này biến cấp tốc độ. Cài đặt cái biến cái giá trị cho cái giá trị lớn nhất của cái giá trị này là công thức của thầy cho là số xung nhân cho 4, tức là nãy là mình đếm được 125 xung nhân 4 tức là 500 xung. Khi mà biến y, khi mà biến y đếm đây, đây có một hàm, một lệnh switch để lựa chọn y. Nếu mà y là 150, nếu y bằng 1 tức là 150 và 30% nó 150 chia cho 500 thì vì tối đa là 500, nó ra 30% tương tự với 70% thì sẽ là 350 và 100% sẽ là 500. Nó sẽ truyền vào biến cấp tốc độ này, bởi vào set BWK1 routine và hiển thị ra giá trị phần trăm duty cycle, hiển thị ra duty cycle ở hạng thứ nhất. Đây là K, tức là truyền giá trị cho D. Giá trị của K sẽ đặt ở đây. Và cấp tốc độ chia 5, bởi vì 150 là tương ứng với 30%, tức là 150 chia 5 sẽ ra 30%, và chia 350 và 500 sẽ lần lượt là 70 và 100%. Chạy thử chương trình. Khi mới bắt đầu là chế độ stop và 30% độ động xung. Đây chúng ta sẽ kiểm tra xem độ động xung nó có đúng hay không. Đây là 0.1 mili giây, tức là 1 ô sẽ tương ứng với 0.1. Nên một chu kỳ là 4 ô, suy ra nó là 0.4 mili giây, tức là 400 micro giây. Tiếp theo sẽ kiểm tra độ động xung.
hay là 635 với 515. 635 trừ 515 chia cho 400. 400 tức là chu kỳ một xung là 0,3 lớn với 30%. Như vậy thì nó là đúng. Tương tự chúng ta tăng lên thì độ rộng xung nó sẽ rộng ra. Và khi 100% nó sẽ thành một đường thẳng luôn. Rồi nhấn run thì nó sẽ chạy. Tăng lên thì tốc độ sẽ tăng. Nhấn stop thì nó sẽ tắt, nó sẽ dừng chứ. Run thì nó sẽ chạy tiếp. Như vậy em đã hoàn thành bài tập của thầy. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi qua bài tập của em.